tư là cho ý kiến về việc triển khai chính thức cổng thông tin hỗ trợ nhà đầu tư. Thì nội dung thứ nhất là về những cái nội dung mà của cái kế hoạch của ban chỉ đạo. Nội dung này là đã gửi tài liệu rồi, các chỉ nghiên cứu đề án thí điểm chuyển đổi số của thị xã trước năm 30. Thì đó là một số các nội dung sự kiến, xin báo cáo đồng chí chủ tịch. Nội dung chương trình hôm nay thì chỉ giám đốc sở báo cáo là chúng ta. Liên minh là gần 700.000 cái hồ sơ sổ sức khỏe điện tử, và cái hồ sơ chung trong giai đoạn tới trước mắt thì sẽ tập trung vào cái trụ chính quyền số. Thì theo Liên minh trình đề cấp chính quyền xã hội hiện nay thì chúng ta còn có mấy là 2 giây hiện nay là những người dân thực hiện các địa phương tại tỉnh thì một kết nối liên thông lên tổng để cho nó thống nhất đồng bộ, tại vì đây là đăng ký với lại trong cái sổ tay hướng dẫn của đối với nhà tài trợ là 100%, không còn một cái xã cái huyện